Đây là chiếc iPod Touch. Các bạn thấy nó nhìn xung quanh bình thường, nhưng mà chúng ta có một điểm đặc biệt, đó là nó có cái camera. Cái camera còn có một cái lỗ nhỏ nhỏ. Cái này chắc là cái ghi âm, cái mic để mà ghi âm. Còn đây là cái iPod Touch 8GB bình thường. Các bạn thấy là hai cái để kế nhau so sánh thì không khác một tí nào. Chỉ khác là cái này nó có cái camera, có cái mic kế bên. Và đây, này bấm lên, chạy, hệ điều hành 4 chấm. Còn cái này thì bấm lên, chưa chạy. Đó là các bạn thử nghiệm. Và to unlock camera touch camera. Có lẽ đây là những cái chức năng dùng để cái anh kỹ thuật ở đó anh kiểm tra máy, ví dụ như là mình bấm cái nút này là chỗ này có tác dụng đó. Mình check wifi, micro, tức là cảm biến ánh sáng, xét rất nhiều chức năng. Bấm vào đây ta có thêm một chút xíu thông tin về mấy cái này. Thông tin về mấy cái này. Thực chất thì trước đây đã có sử dụng những cái thông tin rò rỉ về cái iPod Touch với cái camera này, nhưng Apple chưa công nhận. Có lẽ đây là cái sản phẩm mà rõ ràng nhất thể hiện cái iPod Touch với camera này. Hy vọng là Apple sẽ giới thiệu nó vào tháng 6 này. Mình có một cái tờ thông tin, đó là 64GB. Đây là cái bao da đựng chiếc iPad. Đây là Dell Stack, hay gọi là Dell Mini 5. Đây. Và đây là iPod Touch có cả camera. Xin cảm ơn.